Cây bìm bịp là một trong những vị thảo dược được xem là có hiệu quả trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh ung thư. Nhưng công dụng của cây không chỉ dừng lại ở đó, cây này còn có tác dụng điều trị được khá nhiều căn bệnh như là xương khớp, gan, tiêu hóa. Tuy nhiên, để phát huy hết công dụng chữa bệnh một cách tối đa thì người dùng cần biết rõ cách sử dụng cây bìm bịp để vận dụng vào quá trình điều trị bệnh một cách hiệu quả, mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng. Chính vì thế mà hôm nay ở video này thì Thảo Dược Đức Thịnh sẽ giới thiệu cách sử dụng cây bìm bịp hiệu quả và một số bài thuốc kết hợp để sử dụng điều trị với một số bệnh thường gặp. Tác dụng chính của cây bìm bịp là tác dụng làm lợi mật, mát gan, thanh lọc cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị bệnh thấp khớp, viêm khớp, đau nhức xương, hỗ trợ điều trị vàng da, viêm gan và tránh chống làm lành các vết xương bị gãy. Đặc biệt như đã nêu ở trên thì cây có tác dụng nổi bật chính là hỗ trợ và điều trị các loại bệnh ung thư. Một số bài thuốc áp dụng với cây bìm bịp như sau: dùng cây tươi điều trị gãy xương, bong gân, sưng đau. Bạn lấy 80g cây bìm bịp tươi, 50g sâm đại hành, 50g ngải cứu xào nóng cùng với giấm. Sau đó đắp vào vết thương, buộc vải lại trong thời gian từ 5 đến 6 tiếng, làm liên tục từ 5 đến 10 ngày thì sẽ bớt. Đối với bệnh nhân bị viêm gan, vàng da, lợi mật, bạn lấy khoảng 30g bìm bịp, 15g trần bì, 15g lá vọng cách và 10g sâm đại hành, 20g rau ngô, sắc cùng với 1 lít rưỡi nước, uống thay nước trong ngày. Để điều trị bệnh về xương khớp, phong thấp thì dùng 30g bìm bịp, 20g tầm gửi dâu, 20g cây cỏ trâu, 20g cây gối hạt sắc với 1 lít rưỡi nước uống trong ngày. Để hỗ trợ và điều trị các loại bệnh ung thư thì nấu 30g cây bìm bịp và 40g cây xạ đen với 1 lít nước uống trong ngày. Dù cây bìm bịp mang lại khá nhiều lợi ích vào cho việc hỗ trợ và điều trị các chứng bệnh, đặc biệt là ung thư, nhưng muốn phát huy hết công dụng của vị thuốc này thì người bệnh phải tuân thủ theo đúng liệu trình của bài thuốc. Trong quá trình điều trị bệnh, nếu người bệnh muốn điều trị song song bằng phương pháp Tây y thì nên tìm hiểu về việc kết hợp của cây thuốc. Bên cạnh đó thì nên vận động, luyện tập thể dục, thể thao đúng cách, cũng như là có thời gian biểu sinh hoạt, ăn uống phù hợp với tình trạng bệnh và sức khỏe của bản thân. Để liên hệ mua cây bìm bịp thì bạn hãy gọi vào số hotline là 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp công ty trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.